Hello, xin chào tất cả mọi người. Mai Vũ ở đây và mình muốn lên chia sẻ một chút về những cái điều tuyệt vời trong cộng đồng của phụ nữ chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với sự kiện tri ân và đã tham gia rất là nhiệt tình. Trong cuối tuần vừa rồi mình ốm, thế nên là mình đọc hết nhưng mà mình chưa kịp comment lại với những cái lời chia sẻ tâm tình sâu sắc nhất của mình. Mình sẽ cố gắng revert back và get back lại với mọi người sớm thôi. Đây không phải một livestream về dạy học, đây chắc chắn là một cái livestream để tâm tình và nói về tình yêu. Trước hết là chúng ta sẽ ăn mừng đã được không ạ? Chúng ta hãy ăn mừng Hồng Hoa Nguyễn, tìm thể tác bạn vào. Hello Hoàn, hello Hồng Võ, bạn Hồng Hoa Nguyễn. Một khách hàng của Mai tham gia từ Queen Training cho tới The Leap, cho tới Become The One tình nữ. Nói chung là ngay lúc đầu khi bạn tham gia cộng đồng của mình là bạn mua luôn combo tình nữ và Become The One. Và ngay sau đó thì bạn đã, theo lời của bạn là vớt được một anh chồng. Thì trong khóa The Leap năm ngoái mình tổ chức thì bạn ấy đã bắt đầu làm cái business riêng của bản thân. Và ngày hôm nay bạn ấy vừa chính thức hết hết trở thành độc thân và bước vào giai đoạn tuyệt vời về mối quan hệ lâu dài hơn, gắn bó với người đàn ông của chính bạn. Rồi bạn Ni Nguyễn là trong cộng đồng của mình, người mà chắc là tất cả mọi người đều đã xem livestream và đã được đọc những cái bài viết của bạn chia sẻ từ single mom cho tới việc thu hút những trong tim thu hút một người đàn ông tuyệt vời nhất cho bạn ý tới tận bây giờ. Mình muốn chia sẻ những cái điều này bởi vì cái năng lượng của celebration, năng lượng của sự ăn mừng, nó sẽ luôn là một cái năng lượng rất là tuyệt vời để chúng ta ở trong trong cái tâm thế đấy. Rất là nhiều người khi tìm đến với Mai thì muốn bắt đầu từ tình yêu và đâu đó thì họ lại kết thúc với những cái sự nghiệp thăng hoa. Ngày hôm nay mình suy nghĩ rất là nhiều, mình mới nhận ra được là giống như là mình như kiểu là một cái package cho từ A đến Z, như kiểu là gặp được Mai và đi vào cộng đồng của Mai và đi ra ấy, sẽ là một phiên bản vừa có tình yêu, vừa có sự nghiệp, vừa có tiền bạc, vừa biết cách coaching, vừa biết cách làm business. Cảm giác như là một cái all in one, và mình biết được là cái định hướng làm business của mình nó rất là khác với những cái người coach hoặc là những cái người mentor ngoài kia mà bạn đã được quen làm ở Việt Nam. Thế nên là đồng nghĩa với việc cũng có rất là nhiều bạn inbox hỏi Mai là các khóa của chị thì được học như thế nào. Thì nó đơn giản lắm, một là được add vào Facebook nhóm, một hai là được gửi link đó học ở trên YouTube. Vậy là một trong hai cái như thế, không có gì complicated được cả. Nhưng mà một khi bạn đã bắt đầu biết được bạn cần cái khóa học gì thì hãy thôi cái việc quan tâm đến việc là mình cần phải được học như thế nào, hãy quan tâm hơn đến cái cảm giác, đến cái kết quả mình sẽ có được sau khi học khóa học đó. Bởi vì mình nghĩ là học ở trên Facebook hay học trên YouTube hay là học ở trong Kajabi hay học ở bất kỳ cái platform nào, nó không ảnh hưởng đến việc bạn đón nhận nội dung này như thế nào và bạn bước vào học ở cái tâm thế như thế nào. Thế đấy là cái điều đầu tiên. Hôm nay sẽ là một cái buổi nhỏ nhỏ thôi, mình chỉ muốn update bởi vì mình khá là im ắng trong mấy ngày vừa qua. Mình trải qua một cái đợt launch rất là hoành tráng, nhưng sau đó sẽ là một cái đợt breakdown cực kỳ là nặng nề. Và mình muốn nói về tình yêu bởi vì trong cuối tuần vừa rồi mình được xem hai bộ phim rất là tuyệt vời về tình yêu, 25-21 từ năm ngoái và Đi Đến Nơi Có Gió trong năm nay. Và mình nhìn thấy hai cái cách yêu đấy vô cùng đưa ra hai cái kết quả khác nhau. Mọi người thường hay nghĩ là tình yêu cứ phải đơm hoa kết trái, tình yêu cứ phải ra một cái chiếc nhẫn hoặc là một cái cuộc sống hạnh phúc mới là một câu chuyện tình yêu viên mãn. Thực sự không phải đâu. Tất cả chúng ta đều có ba giai đoạn từ từ tìm hiểu, cam kết tới đi đường dài với nhau. Cái nhẫn nó không bao giờ là mục đích chính và mục đích cuối cùng cả, mà cái quan trọng nhất đấy là cái trạng thái yêu của bạn, cái trạng thái khi bạn đón nhận cái mối quan hệ đấy, cái trạng thái khi bạn hẹn hò với anh chàng đấy, cái trạng thái khi bạn gặp những cái người đàn ông tốt hay xấu, whatever, cái trạng thái mà bạn dám nói lên tiếng nói của bản thân và dám đưa ra những cái ranh giới trong một mối quan hệ, và biết được là cái mối quan hệ này sẽ bền chặt hơn sau khi bạn dám nói lên những điều bạn mong muốn trộn với bản thân. Cái trạng thái đấy nó mới là cái điều bạn cần quan tâm. Cái trạng thái đấy, nếu mà bạn vẫn luôn luôn yêu thương, tràn ngập yêu thương, tràn ngập sự tự tin, tràn ngập một cái năng lượng là tôi biết tôi đang làm gì, tôi biết tôi đang ở đâu và tôi tin vào được cái kết quả tuyệt vời nhất nó luôn luôn ở đây cho tôi, vì tôi và giúp tôi đến được đấy, thì đấy mới là cái trạng thái mà bạn nên ở tại, chứ đừng quan tâm đến cái kết quả của cái tờ giấy, tờ hôn thú hay là một cái nhẫn gì cả.
Rất là nhiều người thắc mắc là tại sao có những cô nàng single trong cộng đồng của Mai có thể hạnh phúc đến như thế, và có những cô nàng đến với Mai thì có những cái vấn đề với chồng rất là nhiều, nào là chồng chồng không lắng nghe rồi thờ ơ. Ở đây thì mình muốn nói cả hai khía cạnh, một là khía cạnh single. Yêu không vị kỷ, tức nghĩa là một cái bản chất yêu với một cái năng lượng là mình không có expectation, mình không có cần thiết cái người đàn ông đấy đến để bù đắp và bù lỗ, bù bất kỳ một cái khe hở nào trong cuộc sống của mình cả. Mà mình đã có một cái tình yêu quá lớn với cuộc sống rồi, và mình để cho cái người đàn ông đấy đến và song hành cùng với mình. Và khi mà cái người đàn ông đấy đến và song hành cùng với mình ý, thì họ sẽ cảm thấy thực sự là biết ơn khi được đồng hành với bạn, bởi vì một người phụ nữ đã chữa lành được, một người phụ nữ đã chạm được cái tính nữ, đã chạm được cái sức mạnh tiềm năng bên trong của cô ấy, là cái người sẽ khơi dậy được cái sức mạnh và cái tiềm năng vô hạn bên trong của người đàn ông đấy, thực sự rất là powerful. Và đâu đó mọi người sẽ hay đặt là em muốn biết làm như thế nào để hẹn hò được với một người đàn ông triệu phú, tỷ phú, nói chung là khách hàng của Mai 11 thì hầu như đều đang dating và có những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời, đặc biệt là với những người đàn ông khá là affluent trong cái thế giới cao 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 bên kia. Nhưng mà cái điều mà Mai muốn nhấn mạnh ở đây đấy là việc không phải là em làm cái gì để cái người đấy thu hút tới với em, mà là mà em hãy thử quan sát xem là cái người đàn ông triệu phú hay tỷ phú đó ấy, họ sẽ mong muốn có một cái người phụ nữ như thế nào trong cuộc đời của họ. Còn họ có muốn một người phụ nữ lúc nào cũng ì nhào, lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng tràn ngập nỗi sợ, lúc nào cũng bị cảm xúc xâm chiếm mà không biết được là mình phải làm cái gì tiếp theo để giải quyết nó, và luôn luôn đòi hỏi cái người đàn ông đấy ở bên cạnh, luôn luôn đòi hỏi cái người đàn ông đấy phục vụ cho những cái nhu cầu gọi là vớ vẩn hoặc là ngớ ngẩn của cô ấy, hoặc là những cái nhu cầu khá là nhõng nhẽo. Mình không nói là bạn không được phép đòi hỏi, mà mình đang nói là có những cái câu đòi hỏi nó thực sự là rất là mất thời gian với đàn ông. Vậy thì những người đàn ông ở trên cao như vậy, họ thực sự mong muốn cái điều gì? Và khi mà bạn nhìn và bạn quan sát, bạn sẽ nhận thấy được là họ thực sự mong muốn một người phụ nữ hiểu chuyện, họ thực sự mong muốn một người phụ nữ dám là, dám dám nói ra cái điều mà họ họ muốn, và một người phụ nữ call out on them, tức là dám chỉ cho họ thấy là họ đang làm sai cái gì đấy và tự tin với bản thân mình 100%, cho dù cô ấy có thể không giàu bằng anh ấy, có thể không có bất kỳ cái nhà lầu xe, không có bất kỳ tài sản nào bằng anh ấy, nhưng cô ấy biết chắc chắn là một điều cô ấy xứng đáng được với những cái điều đấy, và cô biết được là anh ấy không phải là cái nguồn để dẫn những cái điều tuyệt vời đến với cô, mà cô sẽ có những cái điều tuyệt vời đến no matter what in life. Đấy là một cái người single mà thực sự có giá nhất trong ánh mắt những người đàn ông như vậy. Có thể ở đâu đó khi nào mà mình hứng lên, mình sẽ làm một cái series nói về affluent men và cái cách thu hút. Nhưng mà mình chuẩn bị làm một cái sự kiện mới You are the magnet bằng tiếng Anh. Và thực sự nếu mà bạn biết sở hữu được cái magnetism, cái năng lượng của thu hút mọi ánh nhìn đổ đổ dồn vào bản thân mình ấy, bạn sẽ luôn luôn thu hút những cái điều rất là tuyệt vời, không chỉ đàn ông đâu mà sẽ là những cái cơ hội rất tuyệt vời. Một cái vấn đề mọi người hay mắc phải đấy là khi mà bạn xuất hiện là cái phiên bản rực rỡ nhất của bạn đấy, mọi người thường nghĩ là ô lúc đấy em sẽ kiểu rất là tự tin, rất lôi cuốn. Không đâu, bạn sẽ luôn luôn thu hút những cái người không mong muốn, những cái trải nghiệm không mong muốn, và bạn sẽ phải làm như thế nào sau đấy. Ở cái câu chuyện không bao giờ là mình lên level đấy như thế nào, mà cái câu chuyện đấy là mình giữ cái level đấy, mình giữ cái mối cái điều mình mong muốn đấy như thế nào. Đấy là cái nó thuộc về cái trạng thái sống của bạn, cái trạng thái bạn là ai rồi, đúng không ạ? Vậy thì quay lại câu chuyện bộ phim 25-21 với cả phim Đi đến nơi có gió, thì mình chắc chắn là sẽ viết một bài viết về nó. Mình biết là có một cái cách yêu không vị kỷ, một cách yêu không ích kỷ, một cách yêu đấy là cái điều mà không phải là bạn yêu vì bạn muốn bù đắp và bạn cần phải có một người song hành để khỏa lấp một cái gì đấy. Bạn yêu bởi vì cái cảm xúc trong cơ thể của bạn nó được khơi dậy khi bạn ở cạnh một ai đó. Bạn yêu là bởi vì bạn cảm thấy mình tốt hơn khi ở cạnh một ai đó. Bạn yêu là bởi vì bạn lựa chọn muốn ở cạnh họ, bởi vì mỗi một ngày ở cạnh họ bạn sẽ là một phiên bản tuyệt vời hơn, bạn dũng cảm hơn, bạn dám đối diện hơn, bạn có hiếu hơn với bố mẹ, bạn phấn đấu hơn, bạn vươn lên hơn. Tức nghĩa là khi yêu mà chúng ta trở thành cái phiên bản tốt hơn thì nên giữ cái tình yêu đấy với nhau khá là lâu dài. Nhưng nếu mà khi yêu mà phải đánh đổi, mà phải kiểm soát, cái câu nói mình rất là nhớ trong cái phim Đi đến nơi có gió của cái anh chàng đấy, đấy là tại sao một người đàn ông chỉ cần hứa là anh sẽ yêu em trọn đời, là sẽ giữ được một người phụ nữ và bắt cô ấy hy sinh vì mình. Nếu mà anh không thể nào đi đến cái nơi mà em mong muốn sống thì anh cũng không có quyền bắt em ở lại cái nơi anh mong muốn ở, đúng không ạ? Cái câu nói đấy
mình thấy nó là một cái câu nói mình rất là ghi nhớ luôn, bởi vì sao? Đó, nó thể hiện cái mindset của những cái người đàn ông thực sự là healthy, thì thực sự là vững chãi trong cái tâm thế của họ. Họ biết được là nếu mà họ không không thể cho cái người phụ nữ kia cái điều mà họ mong muốn có thì họ cũng không được đòi hỏi cái điều đó ở cái người phụ nữ còn lại. Nhưng đâu đó trong cái xã hội chúng ta hiện tại, chúng ta vẫn luôn luôn đòi hỏi nhau những cái điều mà chúng ta chưa tự chu cấp được, nó đến từ cái lòng ích kỷ lắm ấy. Chúng ta chưa tự chu cấp được, chúng ta chưa giải đáp được cái cảm xúc này, chúng ta chưa tự giải tỏa được cái nỗi giận kia. Chúng ta biết là chúng ta đang làm đối phương đau, nhưng mà chúng ta thực sự vẫn cần họ quay lại vỗ về an ủi, cho dù chúng ta quẳng cho họ một mớ bòng bong, một mớ cái một những cái mớ cái con dao nó cứ phi 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 về phía họ, nhưng mà vẫn mong muốn họ quay lại, bởi vì chỉ có họ mới là cái người có thể vỗ về được cái cơn đau đó. Đó thực sự rất là toxic, đó thực sự là một cách yêu codependency, mà cái yêu này sẽ không bao giờ dẫn tới được một cái kết quả viên mãn lâu dài. Thì ở đây nếu mà bạn nào còn đang mắc bệnh sợ yêu, còn đang nghĩ là những cái tình yêu như thế chỉ có trong phim, mình thực sự mong muốn bạn nhìn thấy được trong cộng đồng của mình. Đã có rất là nhiều bạn trải nghiệm được cái tình yêu như vậy, trải nghiệm được cái sự thăng hoa một cách trong trẻo nhất, và ở cạnh nhau vì họ lựa chọn mỗi một ngày họ họ thức dậy, và họ lựa chọn ở bên cạnh nhau mỗi một ngày họ thức dậy, và họ lựa chọn yêu yêu nhau và tìm hiểu và tiếp tục mối quan hệ đấy. Và thực sự khi mà bạn luôn luôn sống ở trong cái trạng thái như vậy, bạn không quan trọng đấy là hẹn hò hay là cam kết hay là đã lấy nhau rồi đâu, bạn thực sự sẽ chỉ sống với hiện tại, và khi đó tất cả mọi thứ nó sẽ được đẹp hơn rất là nhiều. Giống như một cái câu nói trong cái buổi học Sales Confidence hôm nọ mình có dạy ấy, đấy là nếu mà bạn biết được là cái anh chàng này chắc chắn sẽ là của mình ấy, thì sau 3 buổi hẹn và anh ấy vẫn chưa nói là anh ấy yêu mình, thì bạn có thực sự kiểu sốt ruột và cần phải đẩy anh ấy đến cái trạng thái là anh phải tuyên bố với thế giới là anh yêu em thế này, anh phải chứng minh cho em thấy là anh yêu bằng lời nói, bằng hành động. Bạn có thực sự sốt ruột không? Hay là bạn điềm nhiên nhìn theo cái trạng thái tiếp theo, kiểu như là để ánh mắt mình tò mò mở ra với những cái trải nghiệm tiếp theo, là ồ thế đi tiếp theo anh ấy sẽ làm cái gì nhỉ, à cái điều gì tuyệt vời hơn chúng mình sẽ có trải nghiệm với nhau đây nhỉ. Bởi vì nếu mà cái tình yêu trong bạn đó là sự thật, nếu cái trạng thái yêu đấy, cái cảm xúc yêu đấy nó đã là the real và true rồi, thì bạn không sợ là nó sẽ mất đi đâu cả. Vì cho dù anh ấy có biến mất thì sẽ có một người khác đi vào và bù đắp cái vai trò đấy. Nhưng cái chính là bạn và cái mối quan hệ với cái tình yêu ấy. Ở đây nhá, nó là cái tam giác bạn, anh ấy và mối quan hệ với tình yêu. Nó là một cái tam giác cần phải cân đều, chứ không thể nào là chỉ là bạn và anh ý, nó là một hai đường thẳng không, nó là một cái tam giác, bạn phải cần nhìn thấy điều đấy. Và cái vế của bạn với cái tam giác, cái đỉnh tam giác đấy là tình yêu, nó cần phải trọn vẹn nhất, thì khi đó anh ấy chỉ bước vào và làm cải thiện thêm cái khuôn hình đấy thôi, chứ còn anh ấy không cần ở đấy để cho bạn cảm giác cân bằng. Cái mối quan hệ của bạn với cả cái tình yêu đó, nó chính là cái điều mình kiến tạo trong Real Love That Last. Một cái khóa học mà mình cũng không thể diễn tả được, bởi vì những cái bạn nào đến đây và đã quen mua những cái khóa học bên ngoài kia với cách thức là công cụ là bạn sẽ học học cái gì, rồi bạn sẽ được làm cái điều gì ABC, bạn sẽ không học học đó ở trong Mai Vũ đâu. Bởi vì thực sự là những cái thứ về năng lượng, cho dù mình có cái khả năng, cái món quà lớn nhất của mình luôn luôn là việc giải mã những cái năng lượng đấy thành những cái bước, và những cái bước đấy họ có thể bắt đầu làm từng bước một để đến được với cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà để put it into words, là để miêu tả nó bằng những cái lời nói, nó khó vô cùng. Nó khó vô cùng và nó cần phải là cái trải nghiệm. Nên là mọi người nếu mà thắc mắc băn khoăn là Real Love Dallas có xứng đáng không, thì thực sự 750.000 bạn mua một cái váy ngày mai cũng hết. Nhưng mà cái cảm giác thất vọng ấy, cái cảm giác mà không, cái cảm giác chờ đợi không biết bao giờ kết quả sẽ tới, cái cảm giác mà đau thương bởi vì bạn cạn kiệt năng lượng mỗi khi bạn đi hẹn hò ấy, nó thực sự xứng đáng để bạn tìm cái câu trả lời cái mối quan hệ của bạn với cái đỉnh tình yêu đấy nó là cái gì, và làm như nào để bạn cân bằng với cái đỉnh tình yêu đấy ngay trước khi cái người đàn ông kia bước vào cái mối quan hệ này. Đấy thực sự là một cái magic để bạn thu hút những cái người tuyệt vời nhất đến với bạn. Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy yên tâm 100% luôn ấy, bởi vì bạn đã sáng tỏ cái người tiếp theo mình muốn gắn bó cả đời sẽ là ai, thậm chí còn chưa biết mặt họ, chưa biết tên của họ, và bạn cũng còn chưa cần biết là họ làm ở cái ngành gì, nghề gì, không quan trọng cái điều đấy, mà cái quan trọng là bạn luôn luôn sáng tỏ cái cách anh ấy đối xử với bạn, cái nguyên tắc căn bản, những cái điều bạn mong muốn
cái cách kết nối với anh ấy sẽ là như thế nào, bởi vì có rất là nhiều người khi gặp đúng đối tượng của mình rồi cũng không biết cách kết nối để làm mất đi cái mối quan hệ đấy, và nó rất là đáng tiếc bởi vì gặp the one không phải lúc nào cũng gặp, đúng không ạ? À, tại sao chúng ta không chuẩn bị sẵn tâm thế là tôi biết chắc chắn là giống như kiểu là bạn bạn hiểu cái cách nấu cơm rồi ấy, thì mua cái nồi cơm điện nào về bạn cũng có thể nấu được một bữa cơm thật là ngon, chứ còn bạn vẫn chưa hiểu cách đong gạo như thế nào, cách đo lường nước như thế nào, thì cho dù bạn mua cái nồi xịn nhất bạn cũng không thể nấu thành gạo gạo thành một cái bữa cơm ngon được. Còn những người phụ nữ có một vấn đề trong mối quan hệ với chồng, khi mà bạn luôn luôn tìm chồng bạn là cái nơi để giải pháp, để đổ một cái cảm xúc gì đấy, thì ừ đấy trong tình nữ mình cũng có dạy rồi, nhưng khi mà bạn không quan chồng không quan tâm, hay là chồng không hỗ trợ, bạn hùng hổ nói chuyện với chồng, hùng hổ tranh cãi với chồng, nó không có ích lợi gì đâu. Lúc đấy là cái lúc mà người đàn ông sẽ ở cái trạng thái phản vệ một một cách mạnh mẽ nhất, và bạn cho dù bạn có ném bất kỳ cái câu nói gì với người đàn ông ấy, nó không có hiệu quả với họ, mà bạn thực sự phải quay lại được là cái cốt lõi của cái mối quan hệ này đấy, đấy lại là bạn và cái mối quan hệ với tình yêu đấy nó là cái gì, làm như nào để bạn cảm nhận được nó mạnh nhất, và làm như nào để cái người đàn ông đấy được thay đổi. Thực ra mọi người rất hay hỏi là em phải làm cái gì, hành động gì, nói điều gì anh ấy sẽ thay đổi. Không, đối với đàn ông nhá, bạn càng nói nhiều bạn lại càng bị bơ thôi. Và cái quan trọng nhất đấy là năng lượng, bởi vì họ cảm nhận được năng lượng rất là rõ. Họ nói họ họ có cái sự quan sát rất là giỏi và họ cảm nhận được năng lượng mạnh hơn bất kỳ điều gì. Và nếu mà bạn có một cái người chồng không giống như những người chồng trong 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 phim truyện ấy, thì mình có thể khẳng định 100% là chồng của bạn đang không sống đúng với cả cái tính nam mạnh mẽ của anh ấy. Và cái tính nam mạnh mẽ của anh ấy chỉ có thể được mời gọi đi ra khi mà bạn sống với cái tính nữ mạnh mẽ bên trong của bạn. Tính nữ, kết nối tính nữ là một cái khóa học kiểu chắc là giúp không biết bao nhiêu mối quan hệ để ở bên bờ đổ vỡ, quay trở lại hàn gắn được rồi, bởi vì bạn thực sự khi bạn sống đúng và align với cái năng lượng của bạn thì cái người đàn ông kia sẽ sống đúng với align với năng lượng của họ. Mình không bao giờ tin một người đàn ông nói là anh quá bận rồi, em đừng có đòi hỏi điều này điều kia rồi, tờ này là giờ nào nữa mà lại còn đòi mua hoa với tặng quà. Những cái điều đấy chỉ đều là những cái lý do thôi, biện minh thôi, và cái lý do biện minh đấy là bởi vì họ chưa thực sự nhìn thấy giá trị của bạn. Nghe hơi bị đau đấy, nhưng mà thực sự đấy là nếu mà chồng của bạn vẫn còn đang dùng cái lý do đấy là bởi vì họ chưa thực sự nhìn thấy giá trị của bạn. Mà họ chưa thực sự nhìn giá trị của bạn thì bạn đã thực sự đã nhìn thấy giá trị của bản thân mình hay chưa? Họ chỉ là tấm gương thôi mà. Nếu mà bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ bạn đời thì cái khóa học Quốc dân Real Love That Last Again hiện tại đang ở mức 750.000, là mức giá mà nhiều học viên cày view xong để quay lại nói là chị ơi cái khóa học này quá sâu sắc, em không hiểu tại sao lại để cái mức giá đó, và mình chỉ trả lời là bởi vì mình không muốn bất kỳ cái đồng tiền nào nó là cái điều cản trở hạnh phúc của bạn. Riêng cái khóa Real Love này nó thực sự quá là hay, mà mình sẽ không bao giờ biết được bạn, mình biết được là nó sẽ thay đổi cục diện của rất nhiều mối quan hệ ở đây. Không bao giờ biết được giá sẽ đổi lúc nào, cũng giống như hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của bạn ấy, không bao giờ biết nó vụt qua hay lỡ mất bất kỳ thời gian nào. Thì nếu mà bạn thương, thực sự thương bản thân mình và thực sự mong muốn cải thiện mối quan hệ của bạn ấy, thì đừng đừng bỏ lỡ cái sợi dây kết nối với cái trạng thái tình yêu true love của bạn. Khi nó cái sự điền vào chỗ trống của người đàn ông kia nó chỉ là một cái vế cân bằng thôi. Hôm nay mình muốn chia sẻ về tình yêu, bởi vì mình nhận ra được có một cái cách yêu rất khác, cái cách yêu không không ích kỷ, cái cách yêu gọi là vị kỷ đó, cái cách yêu mà có thể để cho cái người đàn ông kia đi bất kỳ chân trời nào đi chăng nữa. Bạn biết được là cái hạnh phúc đẹp nhẽ nhất của bạn sẽ luôn luôn dành cho bạn. Nếu mà bạn trụ vững vào được cái tầm nhìn đó, bạn trụ vững được cái cảm giác đó ấy, thì cái người đúng với bạn sẽ luôn luôn quay về, và cái cảm giác safety đấy nó đối với mình nó là một cái cảm giác priceless, bởi vì mình đã từng ở trong một cái trạng thái đi lang thang cả đêm để tìm một ai đó, mình đã từng ở trong một cái trạng thái gọi cháy máy một ai đó mà họ tắt điện thoại luôn và họ không nghe nữa, mình đã từng ở trong cái trạng thái bất lực bởi vì mình biết rõ ràng là người ta yêu mình mà tại sao người ta lại có thể làm tổn thương mình đến mức như vậy, và mình chỉ mong muốn là họ hãy dừng cái việc làm tổn thương lại và hãy làm cho mình cảm thấy được yêu lại đi, nhưng họ không thể làm được điều đấy khi mà mình vẫn còn chưa thực sự mong muốn làm điều đấy cho chính bản thân mình.
Tình yêu ấy nó có nhiều thứ để nói lắm, nó là cái trạng thái gắn kết lâu dài, không chỉ ở trong hẹn hò đâu mọi người ạ. Hôn nhân rồi mình không tin được, họ hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, mình tin là hôn nhân là cái nơi thăng hoa của tình yêu, là cái nơi mà tình yêu sẽ còn thăng hoa và thăng hạng còn tuyệt vời hơn nữa. Và nếu mà bạn nào đã có những cái bộ họp này đi vào một cái mối quan hệ, hãy có cách sau một năm hãy quay lại và chia sẻ, vì bạn bạn sẽ cảm nhận được những cái gì Mai nói, nó thực sự tuyệt vời, nó thực sự kỳ diệu và nó ngọt ngào vô cùng ấy. Và mình tin được là bạn không cần phải xem phim Hàn Quốc hay xem phim tình cảm để cảm nhận được cái sự ngọt ngào đấy. Mình chỉ muốn nói đến như vậy thôi, để mà ai đang theo dõi livestream này và biết được là bản thân mình mong muốn cải cải thiện thực sự mối quan hệ với tình yêu nhé, chứ không phải mối quan hệ với anh yêu. Real love that last đang được để với cái giá vô cùng yêu thương 750.000 thay vì 1,5 triệu. Mức giá mình không biết bao giờ sẽ thay đổi. Trong năng lượng hiện tại mình đang muốn để mức giá đó để bạn không có bất kỳ cái lý do nào. Nói chung là bán như cho không ấy mà. Bạn không có bất kỳ cái lý do nào cản trở bạn chạm vào được cái sợi dây hạnh phúc vững bền đó. Và nếu mà bạn đã đăng ký Real Love That Last thì hãy để cho mình một cái cảm xúc ở bên dưới. Bởi vì mình biết chắc chắn được là cho dù mình có promote hay mình có nói, mình có viết một cái sales page dài dằng dặc bao nhiêu, nó không thể để lại được một cái trạng thái diễn tả đặc biệt nhất cho cái khóa học đặc biệt này. Bởi vì nó là cái trạng thái cảm nhận năng lượng, mỗi một người sẽ cảm nhận những điều khác nhau khi đến với nó. Đó là cái điều kỳ diệu nhất. Nếu mà bạn quan tâm tới trở thành cái phiên bản magnetic nhất của bản thân để thu hút tất cả những điều gì mong muốn từ người đàn ông cho đến sự nghiệp, thì đừng quên là chúng ta có một cái sự kiện You Are The Magnet bằng tiếng Anh sắp diễn ra. Và nếu mà bạn mong muốn tham gia thì có thể để lại magnet bên dưới để mình gửi link khi mà bọn mình đã xong thông tin. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và lắng nghe về tình yêu. Mình thực sự mong muốn cái livestream ngắn ngắn lần này giúp cho bạn cảm nhận được cái năng lượng tình yêu, nó có một cái vị rất là khác, nó có một cái góc nhìn rất là khác, nó là cả cái cảm giác cũng rất là khác. Và mình hy vọng là đây sẽ là cái động lực để bạn đứng lên và viết lại một cái chương hoàn toàn mới về câu chuyện tình yêu của chính bạn. Bạn mình không quan tâm là bạn đang là độc thân hay bạn đã lấy chồng 10 năm rồi, bạn có cái sức mạnh để viết lại một cái chương hoàn toàn mới từ giây phút này trở đi. Hãy nắm vững cái sức mạnh đó. Và nếu mà bạn vẫn còn chưa có Real Love That Last thì đừng quên đăng ký khóa học quốc dân này. Thực sự the best 750.000 bạn ever spent on yourself luôn. 750.000 mua bộ váy chắc còn chưa đủ ấy. Nhưng mà bạn mua cái sự tự tin thì nó là vô giá. Thế nhá, tự tin lên, yêu chính mình. Tin vào tình yêu, tin vào cái điều tuyệt vời nhất sẽ đến với mình. Và đừng bao giờ đánh rơi cái trạng thái, cái dây, sợi dây kết nối với cái đỉnh của tam giác, chính là true love của bạn chứ không phải là người yêu của bạn. Xin chào mọi người và gặp mọi người trong những cái livestream lần tới, và hẹn tất cả bạn các bạn ở trong event tri ân thứ 6 này. Chúng ta sẽ có Q&A exclusive cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ, đã bước ra ánh sáng, đã tin tưởng và chia sẻ. Và giống như tất cả những ai đang tàu ngầm ở đây ấy, nếu mà bạn biết được là đã đến thời kỳ để bạn chia sẻ những câu chuyện của bạn, bởi vì mình thấy những cái câu chuyện này nó quá xứng đáng để chia sẻ. Có những thứ nó cải tạo bên trong ấy nó còn vật vã hơn kiến tạo bên ngoài rất là nhiều, nó khó rất là nhiều, nó khó hơn 100 lần những thứ mà có thể học bằng công thức được. Và bạn hoàn toàn xứng đáng để được tuyên dương, bạn hoàn toàn xứng đáng để được công nhận và được nhìn thấy những cái effort, cái điều mà bạn đã bỏ vào, được không ạ? Cái công sức của bạn. Xin chào mọi người nhé và gặp mọi người trong những lần livestream sắp tới.